I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là NHT Worldbot. Và trong video ngày hôm nay sẽ là một cái video mình chơi một trận bình thường, nhưng mà mình sẽ cố để mà hoàn thành cái yêu cầu để mà lấy được cái danh hiệu huyền thoại sống nha. Đấy là Living Legend. Thì để mà lấy được cái danh hiệu huyền thoại sống á, thì mình phải nói sơ qua về danh hiệu. Thì danh hiệu là thứ mà chúng ta sẽ đạt được khi mà chúng ta hoàn thành những cái nhiệm vụ mà nó đưa ra, và sẽ được hiển thị ở bên tên của chúng ta. Đấy, ví dụ nếu anh em có được huy hiệu á, thì ví dụ là huy hiệu chỉ huy đi, thì tên của anh em sẽ được hiển thị như là ABC đi, thì cái bên đó sẽ ghi chữ chỉ huy. Đấy, thì đó chính là cái sự hiện diện của cái huy hiệu ở danh hiệu ở kế bên cái tên người chơi nha. Đấy, thì danh hiệu sẽ có rất là nhiều danh hiệu, như là Titan Slayer, hay là kẻ chinh phục, vô địch, hay là huyền thoại sống, Max Extra, hay là nhà sưu tập. Đấy, thì có rất là nhiều cái danh hiệu. Ngoài ra thì còn có thêm một cái danh hiệu ẩn, đó chính là cái danh hiệu may mắn nữa. Đấy, thì cái danh hiệu này chủ yếu mình sẽ để làm màu thôi, chứ mình cũng không rõ là nó có cái tác dụng gì nữa. Nhưng mà mình thấy trong thông tin thì nó sẽ ghi là một số danh hiệu khi đạt được thì sẽ nhận được phần thưởng. Đấy, nhưng mà mình cũng chả biết là có phần thưởng hay không nha anh em, bởi vì mình cũng không để ý cho lắm khi mà mình nhận được cái danh hiệu nữa. Thì trong video này mình sẽ cố để mà mình chơi để mà mình giành được cái danh hiệu là huyền thoại sống nha. Thì huyền thoại sống nó yêu cầu rất là khó anh em ạ. Nếu như mình nhớ không làm thì sơ sơ thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là giành được Living Legend trong trận chiến, cũng như là đứng top 1 ở hai đội, chiến thắng liên tiếp, với lại là 103.000 người chơi dẫn đầu và phải tiêu diệt 15 kẻ địch trong một trận duy nhất nha anh em. Đấy, thì trong trận này mình sẽ cố gắng mình tiêu diệt 15 kẻ địch để mà mình hoàn thành nhiệm vụ nha. Tại mấy bữa nay mình chơi chiếm cột hơi nhiều, và mình sử dụng những con đi chạy trụ nhiều, cho nên mình ít khi nào mình fit mạng lắm. Cho nên là cái nhiệm vụ cuối đó là cái nhiệm vụ tiêu diệt kẻ địch mình vẫn chưa hoàn thành. Và hôm nay mình sẽ tiêu diệt kẻ địch để mà mình hoàn thành nhiệm vụ nha. Mình vừa mới chết cái con Reset rồi, bây giờ mình sẽ ra cái con Titan Neutron nha. Đấy, thì Neutron ở thời điểm hiện tại nó vẫn còn rất là mạnh, nhưng mà một khoảng thời gian sau mình nghĩ nó sẽ yếu đi. Do là Bisonix họ thấy Neutron với bộ vũ khí toàn năng và full gua quá bá, cho nên họ đã giảm sức mạnh của bộ vũ khí điện Titan này rồi. Mình nhớ không lầm thì họ giảm 10% sát thương của mỗi khẩu nha anh em. Ok, có một cái bạn Orochi ở đây. Ở không, con Lin. Rồi, bây giờ mình sẽ gán mình tiêu diệt đủ 15 mạng nha. Mình cũng không có đếm nãy giờ mình tiêu diệt được bao nhiêu nữa. Nói chung là chúng ta sẽ tiêu diệt nhiều cái địch nhất để mà chúng ta hoàn thành cái yêu cầu của cái nhiệm vụ. Ui ui ui, mình cảm thấy thì con robot Crisis khi mà nó tấn công vào Titan Neutron thì nó sẽ khá là đau nha. Đấy, tại vì Reaper nó có khả năng xuyên qua hệ thống phòng thủ, mà Neutron á thì điểm yếu của nó là không có những cái hệ thống phòng thủ tiên tiến như Reflector, không có khiên hay là này nọ rồi. Nhưng mà nó có một cái mạnh đó chính là điểm phòng thủ nó cao. Vì vậy, cũng chính vì thế mà cái bộ Reaper tấn công con Neutron sẽ rất là thấm, bởi vì nó sẽ miễn nhiễm với cái hiệu ứng giảm sát thương từ điểm thủ của Neutron nha. Có một bạn Luchador này, khóa bạn Luchador này lại ở đây. Rồi, Luchador này, Titan Slayer rồi luôn. Một bạn Saranga này. Rồi Titan Slayer tiếp luôn. Bật Rolex lên. Rolex sẽ cho phép mình gây sát thương hưu đốt lên kẻ địch này. Đấy, Heimerdall này, 3 Titan Slayer luôn. Đấy, vừa kích hoạt hưu đốt lên kẻ địch mà vừa giúp cho mình tăng độ bền tối đa luôn nha anh em. Angler thì bạn ấy đã kích hoạt cái kỹ năng rồi, nhưng mà ok, bạn ấy gớt xuống rồi, coi như là an toàn đi. Một bạn Skylot không biết thu lại dạng bóng này, bật luôn cái Rolex này. Ui Lin này, bạn ấy lên tiêu diệt mình này. Ưu tiên tiêu diệt con Angler này trước đi. Lin hả? Ok, Lin đã bị tiêu diệt rồi. Orphion này. Rồi, còn gì nữa? Orphion này nè, để mình nắp vào đây. Có một bạn ở đó này. Rồi, Titan luôn. Nghĩ sẽ đủ 15 ngàn sớm thôi anh em à. Đấy, chủ yếu mình sẽ
phổ biến cách để mà chúng ta đạt được danh hiệu, đó chính là danh hiệu huyền thoại sống nha. Thì cái danh hiệu huyền thoại sống này sẽ đạt được khi mà chúng ta đứng top 1 liên tiếp trong nhiều trận liền, cũng như là thắng liên tiếp và phải là đạt vào cái top là 3.000 người chơi dẫn đầu nha. Đấy, và cái mình nghĩ khó ở đây là 3.000 người chơi dẫn đầu thì nó dễ rồi. Đấy, chủ yếu là thắng liên tiếp với tiêu diệt cái địch. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cố mình tiêu diệt cho đủ 15 mạng trong cái trận này nha. Đấy, thì chủ yếu trong cái video này chỉ là một cái trận gameplay mà mình giành được rất là nhiều lần Living Legend đến từ con Titan Neutron, và mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ để lấy được cái danh hiệu huyền thoại sống nha anh em. Ok, còn đúng một con robot cuối để mình gán mình tiêu diệt nốt mạng này để xem có đủ 15 mạng hay không nha. Nhiều khi chưa đủ đâu anh em à. Đấy, bây giờ mình sẽ nhấc cái bạn robot này lên tiêu diệt luôn. Còn 4 phút nữa mới hết trận chiến nhưng mà ok kill. Rồi, coi như trận này nó đã ổn rồi anh em à. Mình bị mất hơn 50% độ bền nhưng mà độ bền của mình vẫn là 900.000 độ bền nha anh em. Đấy, rất là cao luôn. Ok, thì kết quả trận chiến thì cho thấy là mình đã tiêu diệt được tới 20 kẻ địch lận nha anh em. Vậy là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ mà cái danh hiệu nó yêu cầu rồi. Đấy, 20 kẻ địch. Rồi, bây giờ mình sẽ ra để mà mình nhận cái danh hiệu. Thì sau đây là những cái nhiệm vụ mà chúng ta cần làm khi mà muốn giành được danh hiệu huyền thoại sống. Đầu tiên chính là kỳ tích huyền thoại, tiêu diệt 15 kẻ địch trong một trận chiến. Tiếp theo là chỉ huy huyền thoại thì phải là giành chiến thắng mùa chiến đấu và nằm trong số 3.000 người chơi dẫn đầu. Tiếp theo là huyền thoại sống thì chúng ta phải tiêu diệt được Living Legend trong một cái trận chiến. Tiếp theo là thắng 7 trận liên tiếp. Và cuối cùng là người chơi đứng top 1. Đấy, cuối cùng là người chơi đứng top 1 nha. Thì cái danh hiệu này nó chỉ có thể được hoàn thành cái tiến trình khi mà chúng ta đang ở liên minh răng vô địch thôi. Đấy, còn những cái răng khác thì chúng ta sẽ không thể hoàn thành được đâu nha. Đấy, thì chủ yếu là mình chỉ quay để mà mình nhận cái danh hiệu này thôi. Đấy, chứ cũng không phải là phân tích hay là chơi gì nhiều. Đấy, thì cảm ơn anh em đã xem video này của mình. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên là một like và subscribe cho kênh của mình nha. Còn bây giờ mình tạm biệt tất cả anh em. Thank you.